Ở đêm chung kết xếp hạng 1, các tài năng nhí đã cùng nhau tranh tài để tìm ra người xuất sắc nhất. Quán quân thử tài siêu nhí mùa 3 sẽ gọi tên ai? Kết quả sẽ có trong vòng chung kết xếp hạng 2. Trước khi đến với kết quả, mời quý vị khán giả hãy cùng hòa nhịp và không khí mùa xuân với những tiết mục hoành tráng, hấp dẫn. Xuân tới đây với muôn ngàn thiết tha, đẹp làm sao gió xuân bên màn cành đào, đẹp làm sao bước qua trao tình với nhau. Đón xem chung kết xếp hạng 2 thử tài siêu nhí lúc 21 giờ thứ bảy ngày 2 tháng 2 năm 2019 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào lúc 12 giờ trưa ngày hôm sau trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2. Quý khán giả có thể xem lại đầy đủ chương trình sau khi phát sóng qua ứng dụng THVLI tại địa chỉ www.thvli.vn hoặc tại ứng dụng THVLI trên các dòng Smart TV LG, Samsung và Sony hay trên Google Play và App Store.